Vừa qua, cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp cùng cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc KOTRA tổ chức tòa đàm chính sách trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Buổi tòa đàm được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa tình hình đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc vào ngành công nghiệp thực phẩm. Ngành công nghiệp thực phẩm của Việt Nam đang có xu hướng tăng trưởng mạnh nhờ vào thu nhập cùng xu hướng tiêu dùng của người dân ngày càng được cải thiện thị trường từng bước cung ứng nhiều sản phẩm có sức cạnh tranh cao, chiếm lĩnh thị trường nội địa và gia tăng xuất khẩu. Các sản phẩm chủ lực đóng vai trò đáng kể trong cơ cấu và giá trị sản phẩm công nghiệp ở Việt Nam gồm rượu, bia, nước giải khát, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu thực vật, chế biến bột và tinh bột, sản xuất thức lá, vân vân. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu từ các cấp trung ương, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp đã cùng nhau trao đổi phân tích những khó khăn cũng như thảo luận về các phương hướng để thúc đẩy hợp tác kinh doanh giữa hai bên đặc biệt là đầu tư trong ngành công nghiệp thực phẩm nhằm tạo ra hàng hóa dịch vụ ngày càng hiệu quả và chuyên nghiệp